Kính thưa quý vị bà con cô bác xa gần Hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con cô bác Một chuyện ngắn mới của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị Một lễ Giáng sinh xưa Ông gửi tặng cho tất cả bà con cô bác xa gần Trong mùa lễ Giáng sinh năm nay Một lần nữa Giáng sinh lại đến Đem an vui cho mọi người tôi xin kính chúc tất cả các anh chị và gia đình một mùa giáng sinh vui vẻ và an lành một năm mới hạnh phúc sức khỏe dồi dào thêm vào đó một món quà mọn đó là truyện ngắn giáng sinh thân kính trường sơn lê xuân nhị và tôi cũng xin đại diện cho bà con cô bác xa gần kính chúc tác giả trường sơn lê xuân nhị một mùa giáng sinh vui vẻ và năm mới an lành hạnh phúc sức khỏe dồi dào để ông cống hiến cho bà con cô bác thêm nhiều truyện ngắn hấp dẫn nữa bây giờ xin mời bà con mình cùng nghe một lễ giáng sinh xưa tặng b một người con gái ngày xưa tôi đã vô tình gặp một lần ở houston texas không biết giờ em đã lưu lạc nơi nào sinh sống ra sao chồng con thế nào chân thành cầu chúc em và gia đình được an vui hạnh phúc trường sơn lê xuân nhị vào một buổi chiều thứ sáu vào cuối mùa hè tuấn vừa tắm xong sau một ngày lao động và học hành vất vả đang ngồi xem cái tivi đen trắng cũ vây cây anten là một sợi dây móc áo và hình ảnh thì khoảng 50% phần trăm là hột é thì cánh cửa phòng bật mở rất là tự nhiên và bất ngờ. Tuấn chưa kịp quay mặt lại để nhìn thì đã nghe con nhàn khoảng 10 tuổi. Con của bà chủ nhà đã mở phân cửa và tự nhiên bước vào, nói như quát. Chú Tuấn, mẹ con muốn nói chuyện với chú. Nói xong chẳng cần chờ để nghe câu trả lời. Con nhỏ quay lui, cánh cửa đóng rầm lại một phát, cũng rất là bất ngờ. Tuấn dọn về thành phố New Orleans này đã gần một năm, mướn đỡ một căn phòng của một người đàn bà Việt Nam. Bà này ngày xưa theo chồng là lính sang Mỹ, ngày 30 tháng 4, nhưng đã ly dị chỉ sau một năm. Bà ta không đẹp, không xấu, nhưng cặp mắt rất là sắc, coi cô hồn dễ sợ. Căn phòng của Tuấn mướn có cửa nhưng ổ khóa không khóa được. Thành thử bất cứ ai muốn vào phòng lúc nào cũng được Tệ hơn nữa Gia đình này thuộc dạng nhà quê Có lẽ ngày xưa ở Việt Nam nhà không có cửa Cho nên ai muốn vào phòng chàng Thì cứ việc mở cửa đi thẳng vào Chẳng cần gõ hay xin phép Tuấn độc thân của cải chẳng có gì ngoài trừ mấy bộ đồ cũ mua ở Goodwill và một mớ sách của trường học nên chẳng bao giờ sợ mất mắt cái gì nhưng kẹt là ở nhà với hai người phái nữ, một già một trẻ. Tuy một mình trong phòng, nhưng chàng không bao giờ dám mặc quần xà lỏ. Chỉ sợ người ta vào bất ngờ nên bị mất tự nhiên. Lúc ấy chỉ mới có 8 giờ tối, nhưng sau một ngày lao động và một cua toán, Integral Calculus, nhức đầu ở Đại học UNO, chàng mệt đường người, cặp mắt đã díu lại thiêu thiêu muốn ngủ giờ lại được mời ra gặp chủ nhà. Tuấn lắc đầu thò tay tắt cái tivi, lừ đừ bước ra mặt mày sụ xuống. Bà chủ nhà chỉ lớn hơn Tuấn khoảng vài tuổi, đang ngồi chống đít trên mặt thảm trong phòng khách, vừa coi tivi vừa lạc rau, tỉnh bơ làm như không biết chàng đi ra. Dù không muốn, Tuấn cũng phải nhìn vào cái cặp mông đích tròn trịa và vĩ đại của bà một phát, nút nước miếng rồi hỏi à bé nhàn nói chị gọi tôi. ừ Sau tiếng ờ là một sự im lặng. Bà tiếp tục nhìn vào cái tivi màu đẹp đẽ đang chiếu một chương trình ca nhạc gì đó. Quên hẳn chàng đi. Tuấn khó chịu lắm nhưng chẳng biết phải làm gì. Mình mang thân ăn nhờ ở đậu. Dù mỗi tháng vẫn chi tiền nhà đầy đủ nhưng vẫn luôn luôn chịu đủ thứ thiệt thòi. Mỗi lần thấy mặt Tuấn là y như bà luôn luôn có chuyện để nhờ vả. Nhẹ thì anh coi dùm cái vòi nước sau nó cứ rỉ hoài, hoặc chỉnh dùm ba cái màn cửa. Nặng hơn một chút thì nhờ anh chở tôi hay chở cháu ra chợ, mua cây này mua cây kia. Tuấn vừa đi làm vừa đi học, thì giờ chẳng có bao nhiêu, mà mỗi lần đi như thế thì mất tiêu hết cả tiếng đồng hồ. Đó là chưa nói đến chuyện bà chủ lại có tật hay để quên bóp ở nhà Trăm lần như một Tuấn vừa thắng xe trước cửa tiệm Thì bà mới nhớ ra là mình đã quên bóp ở nhà Hề hey, khổ quá Lại quên mẹ nó cái bóp ở nhà rồi Anh cho tôi mượn đỡ hai chục Về nhà tôi trả Những lần đầu Tuấn sẵn sàng cho mượn Dù rất đau khổ Nhưng bà chẳng những có tật để quên bóp Mà còn có thêm cái tật quên Nguy hiểm hơn là quên trả tiền mình mượn hình như hai cái quên này nó luôn luôn đi đôi với nhau tuấn là thân nam nhi dù nghèo nhưng không lý chỉ có hai mươi đồng mà mở miệng ra đòi thì coi thấy nó kỳ quá chàng định bụng để đến đầu tháng khi trả tiền nhà thì sẽ nói với bà trừ vào số tiền mướn nhưng đến đầu tháng chàng lại quên luôn và khi bà chủ nhà mượn đến lần thứ ba thì chàng lắc đầu nói thẳng Ai trong bóp tôi chỉ còn vài đồng lẻ Tuấn tưởng bà sẽ bắt mình Sẽ chở bà về nhà để lấy bóp Nhưng bà tỉnh bơ Mở cửa xuống xe Sổ một câu với một bộ mặt hầm hầm Trước khi đóng cửa Người như ông thì đâu có ai mà mượn ông được một đồng Hóa ra cái chuyện quên bóp chỉ là Một cái trò bố láo Một trò điếm vặt Nhưng phải thành thật mà nói Mỗi lần nhà ăn cơm bà cũng sai con nhàn ra mời chàng ăn chung. Mới đầu tuấn ngại lắm, bởi chàng chỉ đóng tiền nhà, còn chuyện ăn uống thì hồng ai nấy giữ. Nhưng thấy bà mời thật tình, chàng cũng ra ngồi vào bàn. Nhưng ăn uống khép nếp còn hơn cả nàng dâu mới về nhà chồng. Chứ chẳng dám bao giờ chàng gấp liền tay như một hảo hán, như những ngày xưa khi còn đi lính. Thấy như thế bà cũng hào sẵn, mạnh tay gấp thức ăn vào chén chàng, miệng bảo. Cái anh này, phải ăn uống mạnh bảo lên mới có sức mà đi cày chứ, cứ thập thò thập thỏm phải làm sao mà lớn được. Cũng nhờ những việc nho nhỏ đầy tình cảm và tình người này mà Tuấn còn ở lại với bà, dù nhiều lần đã tính dọn đi chỗ khác. Tuấn đành ngồi xuống cái sofa chờ đợi. Cặp mắt cũng dán vào cái tivi màu trực rỡ mà từ khi sang Mỹ tới giờ chẳng ít khi được xem. Tên phần quảng cáo Tuấn hỏi nhanh. À chỉ cần gì tối? À sáng mai tôi nhờ anh ra chợ chồng hỏng mua cho tôi chục bó rau muống vài ký ớt đỏ, chục bó rau ngò tươi, vân vân. Tuấn trắng nhớ những gì bà chủ dặn dò, rồi bà kết luận bằng một câu. Chú lấy giùm tôi một chục trứng vịt lộn và rau râm nha. Thành phố New Orleans, nơi Tuấn ở được chia ra làm hai phần bởi con sông Mississippi. Bên kia là Đông Ngạn, bên này nơi Tuấn ở là Tây Ngạn. Tây Ngạn, đa số là dân da trắng nên thành phố sạch sẽ và lịch sử hơn phía đông, nơi đa số là da đen. Chợ chồng hổm nằm bên phía đông, nơi có nhiều làng đánh cá Việt Nam tập hợp. Từ chỗ Tuấn ở, lái xe sang chợ chồng hổm mất khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ nếu không bị kẹt cầu. Khi cầu bị kẹt thì dài cỡ 4-5 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Hãy nói tại sao có cái tên chợ chồng hổm bên đất Mỹ này. Lịch sử của chợ chồng hổm ở New Orleans bắt đầu chỉ vài tháng sau khi người Việt định cư tại đây. Mà tại sao lại vài tháng? Xin thưa, vài tháng là một thời gian tối thiểu cần thiết nhất để con người trồng một cây rau cây quả cho nó trưởng thành cung cấp đồ ăn thức uống cho người trồng nhưng cây quả gặp đất tốt lại nhiều mưa nên lớn mau như thổi cây trái ăn không hết cho cũng không hết tại sao không bỏ ra thúng mà đem bán nhỉ chẳng những cây quả còn nhiều thứ khác như gà vịt và thậm chí cả thịt chó Ôi thôi khỏi phải nói Những ngày lễ lạc lớn như Noel hay Tết Ai bước vào đây cũng nghĩ mình Đang ở Việt Nam chứ không ở Mỹ Mà còn có thể vui hơn Ở Việt Nam ngày xưa Vì ở đây không có giới nghiêm Không bị cấm đốt pháo Bia rượu lại trẻ rề Gần ba khu làng Việt Nam Có một khu đất trống bỏ hoang lâu ngày Trọng mênh mông với cỏ dại mọc lên tới đầu Cùng với bỏ xe cũ và trát rưỡi tùm lum một người Việt Nam nào đó có máu làm ăn liền bỏ tiền mặt ra mua với giá rẻ mạt vài ngàn đô la. Vài tuần sau, bãi đất hoang ấy đã biến thành một khu đất khang trang sạch sẽ, có chỗ đậu xe trải đá sỏi đàng hoàng. Ai muốn bán hàng, xin chi năm tỷ, muốn một khu đất nhỏ một vài mét vuông là có quyền ngồi từ sáng tới tối. Lại có cả những ổ cắm điện. Ai muốn xài, xin chi thêm năm tỷ, trẻ chán, nhưng hình như không có ai ngồi tới tối vì chỉ đến 10 giờ sáng là hàng hóa đã bán sạch. Dĩ nhiên, ngoại trừ mấy cái hàng bán đồ nhậu, thịt chó và trụ bia, chợ chỉ họp vào 3 ngày cuối tuần. Tiến đồng đi rất nhanh, chẳng bao lâu không ai ở New Orleans mà không biết đến cái tên chợ trồng hổm này. Ngay cả những tiểu bang lân cận như Texas, Florida, Georgia cũng biết. Khách thập phương lần lượt đổ về với những chiếc xe mang bản số từ các tiểu bang khác vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ lạc. Mới đầu chợ chỉ bán rau cải, gà vịt, vớ vẩn, nhưng lần lần biến hóa, buôn bán đủ thứ, từ tôm cá tươi cho đến bún phở tươi, bánh tráng, cà pháo, mắm tôm cho đến gà vịt vân vân. Toàn là những thứ đồ ăn thức uống rất gần gũi với người Việt mình, nhưng không bao giờ có bán ở chợ Mỹ. Có vài anh hay bà lại cây bàn bán luôn cả thạch chó, tiết canh vịt, rượu bia. Thấy là các ông chồng chở vợ đi chợ có nơi chống giải trí trong khi chờ đợi. Nghe đồng có một ông kia, ngày xưa là lính chở vợ đi chợ. Trong lúc chờ liền ghé quán, làm vài đĩa chả chìa rượu mận cho thỏa tình mong nhớ. Ăn nhậu mới sương sương vài chầu, mụ vợ xuất hiện đòi đi về. ngu sao mà vậy? anh chần chừ bị mụ vợ chửi ngay trước mặt anh em thấy là anh liền nổi máu giang hồ hay máu lính hay máu du côn máu gì không biết thắng tay tặng liền cho mụ vợ lắm mồm vài cái tát tay ngay trước mặt bạn bè thay là hết chửi bèn ngồi ôm mặt khóc hu hu anh chàng nâng ly với bạn bè mặt kinh lên sung sướng và hãnh diện dục đi anh em mẹ nó chứ sang mỹ rồi bày đặt bắt chước mấy con đầm mỹ để ăn hiếp chồng được vô rồi, rồi à, thì cứ đội tiếng Gặp ông thì đừng có hồng Thôi vô đi anh em Vui đáo đệ cứ như ở Việt Nam ngày xưa Đây không phải là lần đầu tiên bà chủ nhà nhờ Tuấn như thế Cái khổ là bà nhờ đi mua nhưng không bao giờ đưa tiền Và thông thường thì ba cái thứ rau quả vật chẳng đáng bao nhiêu Nhưng lần này bà lại nhờ mua thêm chục trứng vịt lộn Cộng thêm rau râm mất khoảng 5-6 đồng cộng thêm trao quả, cộng thêm tiền xăng, cộng thêm hai tiếng đồng hồ quý giá của một buổi sáng thứ bảy của một thằng vừa đi làm vừa đi học, làm cho lòng Tuấn trùng xuống. Công lý bây giờ mình lại mở miệng ra hỏi tiền trước, coi kỳ quá. Không biết phải làm gì, Tuấn đành ngồi thừ ở ghế salon. Tự nhủ với lòng mình là lần này nhất định phải dọn nhà đi. Tiền bạc thì mình có thể kiếm được, nhưng thì giờ thì quý hoa lắm. Tuấn vừa làm vừa học 7 ngày một tuần Chỉ nghỉ được buổi sáng thứ bảy Không hiểu nhờ đâu Bà chủ nhà lại biết được việc này Nên cứ đến chiều thứ sáu Bà liền nhờ vả rất là đúng giờ đúng lúc Nói là nhờ vả Nhưng thật ra đó là lạnh Đâu mà Tuấn dám không đi Màn quảng cáo trên tivi đã chấm dứt Cô ca sĩ da đen lại xuất hiện Nhúng nhảy một bài hát mới Tuấn lẹ làng trút lui, chui vào phòng mình, đóng cửa lại, nằm nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh em bạn bè, nhớ quê cha đất tổ. Nhớ những ngày còn mặc đồ lính sống mái với quân thù cộng sản. Dù buồn, dù khổ và bực mình lắm, nhưng Tuấn tự an ủi mình như hàng trăm ngàn lần trước đây, kể từ khi sang Mỹ. Mình như thế mà còn sướng hơn anh em bạn bè nhiều lắm. Chúng nó giờ này không biết sống chết ra sao, không biết có cơm mà ăn không không biết bị hành hạ đối xử không nặng cỡ nào sáng hôm sau cái buổi sáng duy nhất trong tuần lễ mà tuấn có quyền ngủ trễ một chút thì chàng phải dậy sớm làm sớm nghỉ sớm đi chợ sớm rồi về nhà sẽ còn như chút thì giờ để ghé qua tiệm sách để đọc lướt qua vài trang hay vài chục trang của tờ văn nghệ tiền phong nếu thấy hay thì mua không thì để lại cộng thêm lướt một vòng xem cái quầy sách coi có cuốn nào mới xuất bản. Khoảng một giờ chiều là chàng phải lên ca làm việc. Mặt trời chưa mọc, Tuấn đã lái xe ra khỏi khu chung cư, âm thầm lặng lẽ và buồn, cộng thêm một chút cô đơn nữa, tâm sự chung của những thằng lính trẻ lưu lạc xa nhà. Khu Tây Ngạn của thành phố New Orleans hãy còn chìm trong giấc ngủ muộn có một buổi sáng thứ bảy. Xe cộ vắng vẻ cho nên chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Tuấn đã quẹo vào khu vẹt xây, tức thủ đô của người Việt tị nạn ở New Orleans, nơi tụ tập ba làng của dân đánh cá ngày xưa. Dân Việt Nam ở đây dậy rất sớm, tiệm phở, tiệm chạp vô đã mở cửa và khách hàng đã bắt đầu tấp nập. Chạy thêm chừng 5 phút nữa, chàng đã quẹo vào khu chợ chồm hổm, kiếm chỗ đậu xe mất thêm 5 phút nữa, Tuấn thông thả bước vào chợ. Gọi là chợ chồm hổm nhưng chẳng có ai ngồi chồm hổm cả, mà ai nấy đều ngồi ghế đàng hoàng, có tấm bạc nhỏ che nắng trên đầu với những thùng nước đá bên cạnh. Trên cái thùng nước đá hình như ai cũng để một cái máy két sách lớn bằng cái vali, một món hàng rất thịnh hành lúc đó. Thôi thì đủ thứ tiếng nhạc, từ nhạc lính cho đến nhạc tình, nhạc đạo, mặt mày ai nấy rạng rỡ tươi rối hạnh phúc như những ngày Tết bên nhà. Con người còn có cả quạt điện chạy rè rè, tiếng trao hàng, tiếng mặt cả, tiếng chào hỏi và ngay cả tiếng cười, tiếng ôi giời ơi, lại Chúa tôi, giê -xu ma cứ nhận cả lên. Tuấn đã vào đây vài lần và lần nào chàng cũng có cảm giác y như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn khác hẳn cái nơi mà chàng đang sống. Vui lắm, tràn đầy sức sống và rất là quê hương, rất là đáng yêu. Như thường lệ Tuấn bắt đầu bằng cách đi một vòng để tham quan, xem thử chỗ nào có hàng tươi, có những món gì đặc biệt ngoài trừ những treo quả thường ngày. Thật bất ngờ Tuấn để ý thấy có một gian hàng kia bán cà, là một món mà chàng rất thích ngày xưa, đó là cà. Nhìn những quả cà màu tím màu xanh đủ cỡ nằm ngon lành trong mấy cái thúng, cũng muốn chạy nước miếng. Sang Mỹ đã hơn 4 năm rồi, chàng chưa hề được thưởng thức món cà pháo mắm tôm. Chàng dừng chân chợt nghĩ ra một chuyện khác. Muốn ăn cà phải phơi khô, rồi phải bỏ vào lọ ngâm với mắm. Đủ thứ nhiều khê, trong khi chàng mang thân phận ở trọ. Bỏ một sâu bia sáu lon vào tủ lạnh cũng bị bà chủ nhà cằn nhằn, nói bóng, nói gió. Cái tủ lạnh bé tí teo mà, bà cái gì cũng bỏ vào, chuyện một sâu bia sáu lon đã như thế, thì nói gì đến chuyện ngâm vài hũ cà pháo để ăn, hay là mua về nhà bà chủ làm để cả nhà cùng ăn. Ý kiến hay, nhưng Tuấn xưa nay không bao giờ muốn nhờ quả ai bất cứ một thứ gì, đành thôi. Nhưng thèm cà quá biết làm sao đây, thật là khó nghĩ. Tuấn đang đứng, khó nghĩ như thế thì bỗng nghe một giọng nói thánh thoát như tiếng chim hót của một người con gái hỏi. Mời ông mua cà đi Cà đến cuối mùa rồi đấy ông à Chỉ còn vài đợt nữa là phải chờ đến sang năm mới có đấy Cà này tươi lắm Mới hái hôm qua đó Giá lại rẻ nữa Còn chần chờ suy nghĩ gì nữa Chợ Mỹ không bao giờ có bán cà đâu ông ơi Tuấn giật nảy mình lên như bị điện giật Trời đất Nãy giờ lo ngắm mấy quả cà đẹp Mà quên tốt lúc đến người bán cà Tuấn ngước mặt nhìn lên một chút và thích thú nhận ra người vừa nói là một cô gái tuổi có lẽ cũng vừa đôi mươi, tóc không dài lắm, làn da trắng bóc, khuôn mặt rất dễ nhìn. Nếu không nói là đẹp, đặc biệt cặp môi của nàng, cặp môi hơi dày và dễ thương không thể nào nói được. ai nhìn vào cũng chỉ muốn ngậm cho một phát. Tuấn vui mừng đến độ chân hững, đứng như trời trọng, chưa biết phải trả lời ra sao. Cô nàng nói luôn. Ông mua đi tôi bán rẻ cho Không mua tí nữa thì hết đấy ông à Tôi nói thiệt á không có đùa đâu Chàng muốn nói ngay là Cái tôi muốn mua là mua cô kìa Còn ba quả cà này thì báo bởi vậy Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là ý muốn Chàng không bao giờ dám nói Không lý đứng được ra như thấy thì kỳ quá Tuấn đành dạ vờ hỏi Cô bán như thế nào Cô hàng tươi mặt lên, mỉm một nụ cười bí mật mà chỉ có mình cô ta mới biết được, đưa tay chỉ xuống những thúng cà. Đây, cà thúng này tôi bán đồng rưỡi 5 cân, cà thúng này ngon hơn hai đồng 5 cân, thứ này, vân vân. Tuấn lại đứng tầng ngần, không biết phải nói gì nữa. Không lý lại khai thật ra là mình thèm cà lắm, nhưng đang ở nhà trọ, không làm cà được. Cũng không thể chê là cà nhỏ quá hay mắc quá, vân vân. Thấy Tuấn không nói gì, nét mặt cô Hằng bỗng dậy lên một chút thất vọng, một chút buồn. Chào Hằng mà gặp một anh chàng phải gió như thế này thì ai lại chẳng buồn. Nhưng may quá có một người nào đó vừa tới sát bên cạnh chàng hỏi lớn. Cô cần cho tôi năm đồng thứ này, nhớ cân giảng chút nghe cho em. Hai bàn tay của cô Hằng liền thoang thoát làm việc. Nàng mặt áo ngắn để lộ đôi cánh tay dài thuôn tròn trắng tươi vâng em cân già cho bà chị bà chị đứng loa tuấn đứng nhích sang một bên làm như đang tiếp tục ngắm những quả cà nhưng thật ra đang ngắm cô nàng bán cà ngắm một cách say đắm đúng hơn là ngắm chết mê chết mệt làm như chẳng còn biết gì chung quanh chẳng bao lâu lại có một người khác đến mua cà rồi một người nữa rồi lại thêm một người nữa Lần này thì chàng bị một cái mông đích nào đó hút nhẹ một phát. Ngụ ý, bảo ông đang làm phiền hàng xóm đấy nên xéo lĩnh đi. Tuy cứu hút mông đích rất nhẹ và rất êm, nhưng cũng đủ cho Tuấn hiểu rằng chàng nên xéo khỏi nơi đây. Chẳng nói thêm một lời, Tuấn liền quay người bước đi, lòng dạ cảm thấy tiếc rẻ. Tiếc rẻ cái gì không biết, nhưng tiếc lắm, buồn lắm chàng đi một vòng khắp chợ mua hết tất cả những đơn đặt hàng của bà chủ xong tần ngần đã tính ra xe về nhưng không hiểu vì sao lại trở lại chỗ hàng cà lúc nãy tại sao lại trở lại đây thì tuấn không biết vì chàng biết mình nhất định không muốn mua cà nhưng cặp chân làm như có quyết định riêng của nó cứ bước đưa chàng tới hàng vẫn còn đông khách cô hàng vừa cân cà vừa liếu lo nói chuyện vui cười với mọi người nhưng một lần nữa tuấn lại muốn quay về nhưng bước mấy bước nhìn thấy một cái ghế nhựa trống gần đó chàng liền ngồi xuống nhìn mông lung ra chợ tự hỏi lòng mình không biết tại sao mình lại ngồi xuống đây để làm gì chẳng có lý do chính đáng nào cả nhưng như một anh chàng triết gia người pháp có lẽ đã bị thất tình nhiều lần rồi đã nói con tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý lẽ không thể nào hiểu được Trốn thấy cha nội triết gia ấy nói thật đúng dân tây ăn bơ sữa nên lý luận có khác mình dân ăn cơm nước mắm ắt khó mà hiểu được trọn nghĩa thôi thì cứ việc ngồi lì ra đây cái đã Ly lẽ gì sẽ tính sao chẳng bao lâu đúng như cô nàng nói mấy thúng cà pháo đã bán hết veo vale. bây giờ thì gian hàng trống trơn chỉ còn mình cô và cô hàng đang ngồi đếm tiền đếm một cách thiện nghệ nàng vút những đồng bạc nhăn nhúm cho thẳng trước, rồi sắp chúng nó lại cùng một mặt với nhau, tờ một đồng, năm đồng, hai chục đồng đi chung với nhau rồi bó chúng lại, hình như mỗi bó là một trăm đồng thì phải. đến mãi rồi cũng xong, cô hàng chồng mấy cái thúng không lên nhau, bắt ghế đứng lên mở mấy tấm bạc trên cao, chuẩn bị đi về. trúng thấy cô nàng khá cao, thân hình thon dài và gọn cặp mông đít tròn trịa không to lắm cũng không nhỏ lắm <laughs> chỉ đủ làm tăng thêm nét quý phái làm cho những thằng đàn ông độc thân như tuấn phải nuốt nước miếng ôi không hiểu tại sao trời lại sinh ra đàn bà con gái có những cặp mông đẹp như thế này người ta thường nói chi lớn trong thiên hạ không bằng một hồ mắt giai nhân nhưng tuấn nghĩ nói như thế là còn ấu trị lắm chưa biết mẹ gì về gia nhân, về cuộc đời cả. Phải nói, chi lớn trong thiên hạ không bằng một cặp mong đích của gia nhân mới là đúng, mới là hiểu đàn bà, mới là hiểu cuộc đời. <laughs> câu này tôi tu khoái. <laughs> Tuấn đứng lên, tới gần câu hàng, giơ tay nếu một đầu tấm bạc nói. À cô 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 giữ đầu kia đi để tôi gỡ đầu này xuống phụ cho cô Cô Hàng đang đứng trên ghế quay lui, nhận ra Tuấn, cười lên thật tươi giọng treo vui. Ôi giời, ông đấy hả? À dân, tôi đây. Ông vẫn còn đây ư? Dân, chính tôi, bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Cô Hàng bán cà bật cười lên rất nhẹ nhàng. Tôi tưởng ông về rồi, về nhà bị đòn chết. Cô Hàng cầm một đầu tấm bạc vừa gỡ, bước xuống khỏi ghế. Cám ơn ông, nhưng sao lại bị đòn hở ông? Ai dám đánh đòn ông? À, mẹ dặn đi mua cà, cà không mua được, bây giờ hết sạch rồi, về nhà thế nào cũng phải đòn. Cô Hằng bật cười lên thật to, thật tự nhiên. Cái tự nhiên thành thật của những người con gái mới lớn. Mẹ hay là vợ? y tù như thế này, ai dám lấy mà bảo là vợ? Nếu có vợ mà được vợ đánh thì cũng thật là một diễm phúc. Cô Hằng bật cười lên khanh khách tuấn nói tiếp cái giọng nhâm nhở của lính trong những ngày tháng cũ lại trở về ý nói thật á là tôi cũng đang đi kiếm vợ đấy cô ơi cô à, có biết ai quen xin à, cô giới thiệu dùm? hai người bây giờ đã đứng gần nhau tuấn càng thấy cô hàng đẹp quá quan trọng hơn cả bay nàng không có đeo nhẫn cưới con xin cảm tạ trời đất xin lại trời lại phật lại chúa một ngàn cái để tỏ lòng biết ơn cô hàng cầm hai đầu tấm bạc chuẩn bị xếp lại tuấn lẹ làng cầm lấy phần giữa à cô kéo đi rồi mình xếp nó lại không hiểu tại sao nghe đến chữ mình thì mặt cô hàng đỏ lên một thoáng hoang lạc trên khuôn mặt nhưng không nói gì xếp xong tấm bạc cô hàng lùi hai bước làm như không muốn đứng gần tuấn rồi cô nói làm như để xin lỗi xin cảm ơn ông ông tốt quá tuấn muốn nói Tốt cái con khỉ gì Anh chỉ muốn về em thôi <laughs> Nhưng dĩ nhiên lại nói khác Y thấy cô cực khổ quá Tôi chỉ muốn giúp bổn phận của một người trai đất Việt Cô Hằng cười lên thật tươi <laughs> Ông quá thương hại Chẳng cực khổ gì đâu ông ơi Ngồi chưa tới hai tiếng đồng hồ Đã bán sạch năm thúng cà Ngừng một chút làm như chợt nhớ ra điều gì Cô Hằng hỏi Thế thì ông không mua được cà sao Tội nghiệp thiệt Ở góc kia con nhỏ thu cháu tôi cũng bán cà Ông mau mau sang đó mà mua kẻo về nhà bị vợ đánh đòn Tuấn lắc đầu cười nhâm nhở Nụ cười có một thằng lính chẳng sợ trời đất ngày xưa <laughs> Tôi chỉ muốn mua cà của cô thôi Không thèm mua của ai cả Cô Hàng lại bật cười lên một cách thích thú Thật ư sao thấy ông Ê, tại vì chỉ có ăn cà của cô, do tay cô trồng, do tay cô bán, tôi mới thấy ngon một lần nữa mặt cô hàng lại đỏ bừng thoáng một chút khoan lạc ông cứ nói như thế tại sao cà của tôi khác cà của người khác một mũi tên tuấn đã bắn đi tôi thì đành phải lao theo mũi tên mình vừa bắn không còn trút lại được nữa khác bởi vì chỉ ăn cà của cô tôi mới có thể nếm được và thưởng thức cái 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 hương vị của cô cô hàng đỏ mặt cúi mặt xuống che giấu một nét hoang lạc hạnh phúc trên mặt mình ông nha ông ông ghê lắm ông đang muốn tán tỉnh tôi đấy phải không <laughs> đúng như thế đúng trăm phần trăm tôi đang tán tỉnh cô đấy dù tôi có muốn chối cũng không được nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt tuấn bằng một cặp mắt đầy âu yếm nhưng ông biết gì về tôi mà lại dám tán tỉnh tôi biết cô hay không biết cô có quan trọng hay không có chứ nhỡ tôi đã có chồng rồi thì sao? Nếu cô đã có chồng, sao ngón tay không đeo nhẫn cưới? Cô nàng phì cười, nhỡ tôi đi hái cà bị tụt nhẫn thì sao? Những bàn tay đẹp như cô không thể nào đi hái cà được, mà cho dù cô có đi hái cà đi nữa chẳng thể nào tụt nhẫn ra được, mà cho dù có bị tụt nhẫn ra đi nữa thì cũng có thể tìm lại được, mà nếu không tìm lại được thì cô cũng có thể mua cái khác. Cô hàng cúi đầu che giấu một nụ cười, rồi nàng ngước mắt nhìn Tuấn bằng một ánh mắt lẳng lơ làm cho Tuấn cảm thấy sung sướng vô cùng. Hè hè hè, mình sắp chiếm được mục tiêu rồi đây. Chàng nhìn cô hàng nói rất chậm, rất tự tin. Tôi à, tên Tuấn. Còn tôi, xin lỗi, em tên Trang. Thay là hai người quen nhau, thật là bất ngờ và cũng rất dễ thương. Trang chỉ cái ghế, anh ngồi chơi, uống nước nha Tuấn gật đầu À cảm ơn Trang Trang mở hộp Eclo Lấy ra một lon nước ngọt đưa cho Tuấn Rồi ngồi xuống ngay bên cạnh chàng Tuấn có cảm giác như mình vừa được trúng số độc đắc Buồn bán như thế này à, có khá không em? Trăng rất thành thật Khá chứ anh, tuần nào cũng kiếm được bốn năm trăm Mà vốn thì chẳng có bao nhiêu Tuấn giật mình, chàng hỏi thật anh đi làm lao công ở xưởng đóng tàu lương chỉ có bốn đồng hai mươi lăm cent một giờ mỗi tuần trừ hết thuế đem về chỉ còn trên trăm đồng bạc mà đã mừng rồi trang tròn cặp mắt lại lại chúa tôi sao ít thấy anh tuấn nhúng vai lương tối thiểu người ta trả bây giờ là hai đồng một giờ anh làm tới bốn đồng hai mươi lăm mà là nhiều rồi còn ít gì nữa nhưng anh làm có cực không anh tuấn thành thật là lao công hạng bét thì phải cực rồi bao nhiêu chuyện dơ bẩn nặng nhọc mình phải gánh hết từ chuyện đi nhặt sắt chuột chết hàng ngày cho đến chuyện khiêng những tấm sắt rất nặng và to tổ bố mà ngay cả thằng mỹ cũng phải sợ nhưng rồi cũng quen đi ra à hơn nữa anh đâu có làm suốt đời như bọn mỹ đâu anh còn đang đi học anh luôn luôn hướng về tương lai anh học cái gì à học điện toán nhưng chỉ học qua uh, bán thời gian thôi anh mê điện toán lắm đây là một phát minh vĩ đại của thế giới chỉ tiếc ngày xưa ở Việt Nam phải đi lính, không có cơ hội để học. Trang cũng đang đi học, Trang học RN. Tuấn hỏi, chỉ hy vọng là nàng học ở UNO, chung trường với mình. Trang học ở trường nào vậy? Tulane University. Ê, mắc lắm đây nha. Dân, vâng, Trang biết, nhưng Trang xin được học bổng 4 năm. Sao hay vậy? May mắn thôi anh à với lại nhà trường có chương trình ưu đãi sinh viên da màu nên trang sinh được. Tuấn gật đầu. Register Nurse ra trường thì lương cao lắm đấy nhé. Trang cười. Trang biết chứ, nhưng Trang đã tính rồi. Theo thống kê của trường bây giờ thì Trang học xong. Mỗi tuần trừ thấy hết rồi chỉ còn khoảng 400. 400 một tuần thì cũng chỉ bằng tiền em bán cà một ngày. Nhưng em chỉ bán có 2-3 tiếng. Mặt Trang hơi buồn anh nói đúng nhưng chuyện buôn bán này chỉ là tạm bỡ thôi đâu phải là chuyện trường kỳ anh sao em nói thế bây giờ người việt nam mình còn đầy dẫy ai cũng còn thích những món ăn xưa nhưng người ta mỗi ngày một già đi trong khi đó bọn trẻ lớn lên chúng nó sẽ ra đi trứng ngạc nhiên về sự nhận định quá sắc sảo của trang nàng nói đúng thế hệ này mỗi ngày một già đi trong khi thế hệ trẻ thì không muốn noi gương cha ông chúng nó chúng nó cũng chẳng biết ăn cà pháo mắm tôm hay dưa muối vân vân nói tới đó cặp mắt trăng chớp màu như muốn che giấu một nỗi buồn phiền nào đó nhìn thấy nàng như thấy không hiểu tại sao lòng tuấn lại tự nhiên cũng thấy buồn phiền hình như đã có một đám mây u ẩn nào đó đã xuất hiện trên không bao phủ cả hai người dù họ mới quen nhau chưa tới một tiếng đồng hồ tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai